Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ hai ngày 15 tháng 7 với những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Khánh Hòa về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Cơ bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thiên Khánh đến năm, năm 2040. Khánh Hòa đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tạo đà phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sáng nay đã chủ trì phiên họp thứ 8 ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự phiên họp. Tính đến hết tháng 6, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh tại 16 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương phê duyệt phương án đơn giản hóa 861 thủ tục hành chính. Toàn quốc đã tinh giản biên chế 3.853 người. 53 địa phương có thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thiện phương án tổng thể. Tất cả bộ ngành địa phương đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức. Tại Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã ban hành 44 văn bản quy phạm pháp luật, thể chế kịp thời các chính sách của Trung ương, chủ trương của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh. Tỷ Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 69,37% trong tổng số hồ sơ của thủ tục hành chính được công bố thực hiện trực tuyến. Thanh toán trực tuyến đạt gần 105.000 lượt với số tiền gần 89 tỷ đồng. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 99,49% tỷ lệ cấp kết quả bản điện tử đạt 80,04%, đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chip, 100% đơn vị giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. 100% đối tượng bảo trợ xã hội được cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách. Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính của 6 tháng đầu năm. Đồng thời thảo luận phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng cuối năm và những giải pháp khắc phục tồn tại trong triển khai các nhiệm vụ. Đoàn giám sát của Quốc hội khóa 15 do bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, trưởng đoàn công tác số 2 hôm nay đã có buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Ông Nguyễn Tất Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương chủ đầu tư đã cùng làm việc với đoàn. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2015 đến hết năm 2023, Khánh Hòa có 12 dự án bất động sản được chuyển nhượng, bao gồm 5 dự án khu đô thị, 2 dự án khu dân cư, 1 dự án nhà ở cao tầng, 2 dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và 2 dự án cao ốc hotel. 13 dự án nhà ở xã hội được triển khai, chủ yếu tập trung tại thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh tổng diện tích sàn nhà ở xã hội đạt 555.166 m2, tương đương 14.464 căn. Nhiều dự án bất động sản đã được phê duyệt và triển khai, nhưng vẫn còn tồn tại các vướng mắc liên quan đến pháp lý và thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai. Các chủ đầu tư chậm bàn giao quỹ bảo trì, phí vận hành, không tuân thủ các cam kết trong hợp đồng mua bán căn hộ, Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã giải trình một số vấn đề đoàn giám sát nêu tại buổi làm việc cùng đề xuất kiến nghị về những vấn đề liên quan. Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thể thức báo cáo, bổ sung thêm nội dung gửi đoàn giám sát trước ngày 22 tháng 7, tập trung làm rõ 20 nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật, quá trình chuẩn bị triển khai các luật có hiệu lực từ đầu tháng 8 năm 2024 kế hoạch tuyên truyền pháp luật chương trình phát triển nhà ở xã hội công tác quy hoạch cung cầu thị trường bất động sản chuyển mục đích sử dụng đất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có căn hộ du lịch vấn đề bồi thường tái định cư v v đoàn giám sát cũng lưu ý tỉnh về những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tránh làm ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp và của nhà nước đăng ký thường trú tạm trú đối với loại hình căn hộ du lịch trong quá trình các luật mới được triển khai nếu phát sinh khó khăn cần kiến nghị để quốc hội kịp thời bằng hành các văn bản hướng dẫn chi tiết Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Quốc hội đã chia làm hai nhóm công tác đi khảo sát thực địa tại các dự án tại thành phố Nha Trang, gồm Nha Trang City Central, dự án khu đô thị VCN Phước Long 2, khu đô thị Vĩnh Niệm Trung. Đoàn giám sát đã nắm bắt những khó khăn vướng mắt của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án kinh doanh bất động sản, căn hộ du lịch, nhà ở xã hội. Đơn cử tại dự án Nha Trang City Central, chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn vì đã 54 tháng chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án phức hợp này. Trong đó có loại hình căn hộ du lịch. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, hiện chưa có quy định pháp luật rõ ràng để cấp sổ đỏ, song đại diện Bộ Xây dựng cho rằng dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Bất cập của địa phương là do quá trình điều chỉnh chủ trương mục tiêu đầu tư đoàn công tác của Quốc hội cũng đã nghe phản ánh của chủ đầu tư và địa phương về những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội, như khó khăn trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư, xử lý vi phạm của ban quản lý nhà chung cư, thời gian điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án kéo dài, vướng mắt trong giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết rất khó khăn vì quy hoạch phân khu đôi khi không còn phù hợp với thực tiễn. Quá trình định giá đất bồi thường và định giá sử dụng đất cho dự án mất nhiều thời gian. Nhà nước còn có chính sách ưu đãi trực tiếp cho người mua nhà ở xã hội như hỗ trợ vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, tháo gỡ những bất cập trong quy định đóng thuế thu nhập. Đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã ghi nhận nhiều vấn đề này. Sáng nay, tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ, đến dự các ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi lễ, Ban thường vụ tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động ông Trần Minh Chiến, tỉnh ủy viên, tránh thành trả tỉnh, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư thành ủy Nhà Trang, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024; giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nhà Trang, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định điều động ông Tạ Hồng Quang, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ chánh thanh tra tỉnh thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024. Điều động ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đến nhận công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024 tiếp nhận điều động bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc chi nhánh Việt Công Khánh Hòa đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Quốc Trị chúc mừng và đánh giá cao các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới đề nghị các cán bộ trong cương vị công tác mới nắm chắc tình hình ở địa phương, đơn vị mới, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để có sự lãnh đạo chỉ đạo được sát sao, hiệu quả, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị để tiến hành ra soát và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của ngành, của địa phương. Phát biểu nhậu nhiệm vụ, ông Trần Minh Chiến, đại diện các cán bộ được nhận quyết định, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu trên cương vị mới, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh sáng nay đã tổ chức lễ công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040. Đến dự có ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Ghi, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Diên Khánh, các sở ngành và đại diện nhân dân huyện Diên Khánh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Quốc Trị và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đã công bố và trao quyết định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040 cho Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh. Trước đó, ngày 24 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1647 phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040. Theo đồ án, Diên Khánh là trung tâm kinh tế đa ngành có vai trò bổ trợ, tương hỗ phát triển gắn bó chặt chẽ với Nha Trang hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của khu vực miền núi phía Tây của tỉnh với các hoạt động kinh tế chính, bao gồm du lịch gắn với các giá trị văn hóa lịch sử, sinh thái nhân văn, sinh thái nông nghiệp, nông nghiệp sạch, kinh tế trang trại, dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp là đô thị sinh thái, văn hóa, truyền thống trong tỉnh. Về định hướng phát triển các phân vùng đô thị, Diên Khánh được chia làm 7 khu, Dự báo dân số toàn đô thị Diên Khánh đến năm 2040 là khoảng 250.000 người, đất xây dựng toàn đô thị hơn 11.975 ha, trung bình khoảng 479 m2 một người. Trong đó, đất dân dụng hơn 1.689 ha, trung bình khoảng 78,7 m2 một người ông lê hữu hoàng đề nghị các cấp các ngành nhất là huyện chiến khánh cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh phê duyệt hướng đến phủ kín các quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết thiết kế đô thị theo thẩm quyền khi triển khai thực hiện đồ án phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật không gây thất thoát lãng phí khẩn trương hoàn thành công tác lập chương trình phát triển đô thị chiến khánh xây dựng giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh đã ký kết biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án khu đô thị Diên Khánh và cụm công nghiệp Diên Thọ. Chiều nay, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024, nhất là công tác chuyển đổi số, du lịch và hóa. Tiếp đoàn có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. 6 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. GRDB tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023, tổng thu ngân sách đạt 13.589 tỷ đồng, tăng 31%. Thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho năm dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới 8.415 tỷ đồng, thu hút gần 24,2 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư FDI về công tác chuyển đổi số, sau 3 năm triển khai, đến nay Đà Nẵng đã có 97% thủ tục hành chính được triển khai dưới dạng dịch vụ công trực tuyến, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 66%, trung bình toàn quốc là 17%. Kinh tế số chiếm gần 20,7% GRDP của thành phố. Thành phố có 3 năm liền được xếp hạng nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh giai đoạn 2020-2022. 4 năm liên tiếp đạt giải thành phố thông minh 2019 đến năm 2022. Đặc biệt năm 2024, Đà Nẵng đã thành lập trung tâm nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch, xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu cho biết, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09 về việc xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Khánh Hòa mong muốn được học tập kinh nghiệm của Đà Nẵng trong một số vấn đề lớn như kinh nghiệm xây dựng thành phố trực thuộc trung ương, công tác chuyển đổi số, thu hút đầu tư dự án công nghiệp công nghệ cao. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về chính sách thu hút nhân tài, bố trí công tác cho cán bộ trẻ, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, việc sử dụng quỹ nhà ở xã hội để phục vụ công tác tái định cư, quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, phát triển du lịch văn hóa hai bên cũng dành nhiều thời gian chia sẻ và kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số như việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số kinh tế số và xã hội số chính sách thu hút đầu tư vào ngành công nghệ cao công tác đào tạo và thu hút nhân lực công nghệ thông tin Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự bất ổn chính trị ở một số quốc gia và những biến động trên thị trường tài chính thế giới, song với sự lãnh đạo toàn diện của tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành sâu sát, kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực công tác, kinh tế Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục có bước tăng trưởng ẩn thực theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDB 6 tháng đầu năm ước hơn 31.226 tỷ đồng, tăng 12,73% so với cùng kỳ năm 2023, xếp thứ hai cả nước và đứng đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung. Kết quả đáng ghi nhận này cũng là điều khẳng định cho những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Một trong những giải pháp quan trọng đó chính là sự quan tâm trợ lực về vốn tín dụng để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, các chi nhánh tổ chức tín dụng đã chủ động cân đối nguồn vốn cho vay, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn của khách hàng, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đồng thời thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hơn 427 lượt khách hàng, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay về mức tối đa 9% cho 1.666 lượt khách hàng với dư nợ hơn 8.418 tỷ đồng. Điều này đã hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra sức tăng trưởng lớn ở lĩnh vực công nghiệp đạt 35,5%, ngành xây dựng tăng trưởng 16,48%. Với cái xu hướng như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ rằng là cái khối công nghiệp và xây dựng đó, nó đang là cái, cái cách, và một cái kênh để mà đầu tư và tạo ra cái dòng tiền trong cả nền kinh tế. Thì cái sự tăng trưởng đó bản chất đó, là đẩy cái khối ngành này lên để tạo ra dòng tiền trong nền kinh tế và nó sẽ nó sẽ kéo theo cái sự tăng trưởng người ta gọi là kích cầu nó một cách đơn giản đó là kích cầu để mà nó tăng trưởng tất cả những cái khối ngành khác với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm 6 tháng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cùng với các sở ngành tổ chức 13 hội nghị để trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh cũng tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy mạnh giải quyết các vướng mắt nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chủ động ra soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng thu hút đầu tư. Đặc biệt, trên đà phục hồi du lịch, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đợt xúc tiến thương mại đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện kết nối với nhiều hãng hàng không quốc tế mở đường bay mới hoặc thêm chuyến bay tới sân bay Cam Ranh, góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế. Một số cái điểm sáng nổi bật thì các kinh nghiệp cũng đã kết nối với nhau, mặc dù là không nhiều, nhưng mà đây là một cái dấu hiệu rất tích cực cho cái việc mà phát triển của uh, cái nền kinh tế của tỉnh nhà thông qua hội nhân trẻ. Uh, thời gian uh, gần đây, gần đây chúng tôi cách uh, đây một tháng, chúng tôi có làm một chương trình rất lớn, đó là chương trình uh, xúc tiến thương mại và đầu tư uh, cụm duyên hải nam trung bộ. thì với khoảng uh, 12 tỉnh uh, trong cụm và tất cả các các tỉnh khác uh, từ như hải phòng, hà nội cũng tham gia bạc liêu cà mau cũng có qua đây thì tất cả các doanh nghiệp có cơ hội để nắm bắt tay nhau và cũng có một sự liên kết với nhau để phát triển để hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, góp phần hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong năm 2024, Khánh Hòa phải tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách của chính phủ về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh quảng bá để phát triển bền vững ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh là dịch vụ du lịch. Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa chọn chủ đề là quản trị và điều hành để tạo sự chuyển biến thực chất và nhận thức hành động và một chính quyền để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030. Đến nay, Thủ tướng, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành cơ bản đầy đủ các cái văn bản để cụ thể hóa sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và khẳng định quyết tâm hiện thực hóa khát vọng và phát triển của tỉnh. Hy vọng với định hướng và mục tiêu rõ ràng mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề ra, cùng với sự nỗ lực từ các sở ban ngành chức năng và nhất là cộng đồng doanh nghiệp địa phương, những tháng cuối năm và cả năm 2024, kinh tế Khánh Hòa vẫn tiếp tục giữ mức tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng thêm vững chắc, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025, đảm bảo lộ trình đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chiều nay tại Ban Tiếp công dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7. Tại buổi tiếp, bà Lê Lưu Nguyệt Minh trú tại khu đô thị Phước Long A, phường Phước Long và bà Nghiêm Bích Diệp trú tại tòa nhà Panorama số 2 huyện Thị Bình Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, là chủ sở hữu và người đại diện của hộ kinh doanh Nghiêm Bích Diệp đối với căn hộ tại tòa nhà Panorama phản ánh. Từ tháng 1 năm 2024, chủ đầu tư tòa nhà là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Gia Trang bắt đầu thông báo về việc đóng phí khai thác kinh doanh 1 triệu 100 ngàn đồng một tháng hoặc 55 ngàn đồng một đêm, nhưng không rõ về việc có bắt buộc phải đóng hay không. Các chủ sở hữu căn hộ không đồng ý vì không đúng với hợp đồng mua bán và quy chế vận hành khai thác kinh doanh của tòa nhà Panorama năm 2020. Vì vậy, chủ đầu tư đã cắt điện nước của các căn hộ, khiến các chủ sở hữu đã không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh tại tòa nhà Panorama sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh trần ngọc xanh cho biết hiện chưa có văn bản quy định về mức phí khai thác kinh doanh tại căn hộ du lịch mức phí khai thác kinh doanh là sự thống nhất thỏa thuận giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu căn hộ vì vậy trong trường hợp không đồng ý với mức phí này đề nghị công dân thỏa thuận lại với chủ đầu tư hoặc khởi kiện tại tòa án để giải quyết theo quy định Ngoài ra qua được giám sát về công tác quản lý đối với các dự án các loại hình căn hộ du lịch trên địa bàn thành phố Gia Trang do thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thực hiện, còn ghi nhận các chủ sở hữu vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú và nội quy quy chế tòa nhà như tự ý đưa khách vào lưu trú nhưng không đăng ký với đơn vị quản lý, đưa nhiều căn hộ và kinh doanh ngoài danh sách đăng ký kê khai với cơ quan thuế. Vì vậy, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Du lịch khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra quản lý việc đăng ký kinh doanh, đăng ký khách du lịch lưu trú tại các khách sạn các hộ du lịch trên địa bàn thành phố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sáng nay tại trường Đại học Nha Trang đã diễn ra hội thảo quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì hạnh phúc bền vững năm 2024 với gần 200 chuyên gia nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham dự. Hội thảo đã trình bày các tham luận về khoa học vật liệu và công nghiệp chế tạo, kỹ thuật điện điện tử khoa học máy tính và công nghệ phần mềm các dịch vụ hội tụ công nghệ thông tin khoa học giáo dục và công nghệ quản lý kỹ thuật nông nghiệp sinh học và công nghệ thực phẩm kỹ thuật hóa dầu kỹ thuật ô tô và giao thông năng lượng mới và môi trường quản lý và bảo vệ nguồn lợi nước khoa học sức khỏe và cuộc sống đây là diễn đàn để các học giả, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật, công nghệ trao đổi, giao lưu, trình bày về những nghiên cứu mới nhất, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa các trường đại học Thái Lan và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Hội thảo quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì hạnh phúc bền vững 2024 là hội thảo thường niên do mạng lưới các trường đại học Thái Lan làm đầu mối tổ chức tại các địa điểm khác nhau ở khu vực Đông Nam Á. Trước năm 2024, hội thảo đã trải qua 15 lần tổ chức, trong đó có 2 lần tổ chức tại Việt Nam vào các năm 2010 tại Quảng Bình và 2011 tại Đà Nẵng. Chiều nay, Học viện Hải quân đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo đại hội. Năm năm qua, Học viện Hải quân đã tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp, đối với phong trào thi đua quyết thắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục đào tạo có sự đổi mới toàn diện theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với các đối tượng và loại hình đào tạo. Công tác nghiên cứu khoa học phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều đề tài khoa học trong đó có một công trình cấp nhà nước, 14 đề tài cấp Bộ Quốc phòng được triển khai nghiên cứu, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng. Tại đại hội, Học viện Hải quân đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân và bằng khen giấy khen của Bộ Tư lệnh Hải quân cho 39 tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Sở Y tế Khánh Hòa sáng nay đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động cho các tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, ngành y tế tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về công tác y tế. Ngành nỗ lực đạt các chỉ tiêu về số giường bệnh trên một vạn dân, không tính giường trạm y tế xã, đạt 36 giường trên một vạn dân, trong đó 33 giường bệnh công lập, 11,5 bác sĩ trên một vạn dân, trong đó 9,5 bác sĩ công lập. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 94%. Toàn ngành đã thực hiện khám hơn 1,3 triệu lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 109.900 lượt phẫu thuật gần 14.940 ca. Các bệnh viện tiếp tục nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Khó khăn tồn tại hiện nay là thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh như sốt xuất số huyết, tay chân miệng, sốt rét, cúm AH5N1. Bên cạnh đó, việc mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa, quản lý, sử dụng tài sản công, quản trị đơn vị sự nghiệp y tế công lập còn gặp nhiều khó khăn bất cập sau tháng cuối năm ngành y tế tiếp tục kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cải tiến quy trình thủ tục cải cách hành chính chuyển đổi số hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải nam trung bộ trước tình hình mật độ phương tiện giao thông tăng cao trong mùa cao điểm du lịch sáng nay đội cảnh sát giao thông trật tự gia trang tổ chức đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. đội đã tổ chức tuyên truyền cho gần 100 tài xế taxi, xe điện của công ty cổ phần Á Châu về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, số vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông. đồng thời phổ biến một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo luật giao thông đường bộ năm 2008. 2008. Tại buổi tuyên truyền, đại diện doanh nghiệp chủ phương tiện hợp tác cùng doanh nghiệp cũng đã ký cam kết với đội cảnh sát giao thông trật tự Nha Trang về việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Từ nay đến cuối năm, đội cảnh sát giao thông trật tự Nha Trang sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho khoảng 40 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và bến xe trên địa bàn thành phố Nha Trang, phù hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm. Chiều nay, đoàn khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Với 39 cơ sở đoàn trực thuộc, thời gian qua, công tác đoàn trong khối có nhiều hoạt động phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn với công tác chuyên môn tại đơn vị. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng phong phú, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, đoàn khối các cơ quan tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại như tổ chức các chương trình tình nguyện, triển khai ngày cao điểm tình nguyện. Dịp này, đoàn khối các cơ quan tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên khối cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Chiều nay, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên trường xa trong trái tim tôi tại trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, thành phố Gia Trang. Sau gần một tháng khởi công xây dựng, công trình mô phỏng cột mốc trường xa với chiều cao 4m đã hoàn thành. Công trình có tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng do đoàn viên khối doanh nghiệp và năm đơn vị đoàn ngân hàng cùng tham gia thực hiện, hưởng ứng phát động xây dựng các cột mốc chủ quyền tặng trường học. Công trình mang ý nghĩa khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần hướng về biển đảo, giáo dục về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên liêng của Tổ quốc. Dịp này, Tổng công ty Khánh Việt trao tặng 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.